Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Điện Biên nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản OCOP. Rực rỡ sắc tím bằng lăng tại Tuyên Quang. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò chủ động bám sát cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng công an các xã trong huyện Hoàng Su Phi phối hợp cùng các lực lượng xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định ở địa phương. Cùng với đó, lực lượng công an huyện đã tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đến hết tháng 4 năm 2024, lực lượng công an huyện đã tiếp nhận 10 tin báo tố giác về tội phạm từ người dân. Tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 57%. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hay mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Vì nhiều nguyên nhân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vẫn ở mức thấp. Hiện nay trên địa bàn huyện Than Uyên có 70.398 người. Tính đến hết năm 2023, mới có 60.542 người mua thẻ bảo hiểm y tế, thấp hơn 10% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Nguyên nhân là do đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện còn khó khăn, nhất là khi quyết định 861 QĐ-TTG ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện bị cắt hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, hiện nay cấp ủy chính quyền xã đã và đang đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức, giao chỉ tiêu vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế cho từng ban ngành đoàn thể. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2024 với một chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm. Dự kiến lễ ra quân khởi động sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tại huyện Văn Yên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay nhằm thực hiện chủ trương 3 liên kết, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch được triển khai với một số chỉ tiêu cơ bản như dự kiến có 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động. Trong chiến dịch, xây dựng ít nhất 10 tuyến phố, khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây. Do vậy, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không thể lơ là, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước là do trẻ không biết bơi, không có kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi bơi, tự ý rủ nhau ra ao hồ, sông suối chơi. Trong khi đó, điều kiện dạy và học bơi ở nhiều địa phương còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tăng cường cảnh báo và nhắc nhở kịp thời, nâng cao nhận thức về đuối nước là một trong những giải pháp được các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai. Cùng với sự nỗ lực phổ cập bơi cho trẻ, các ngành chức năng tỉnh Phú Thọ cũng rà soát các bãi tắm tự phát, khu vực nước sâu nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm về điều kiện an toàn ở cơ sở vui chơi giải trí có hồ, bể bơi. Những năm gần đây, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Điện Biên có tốc độ phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng. Để dần có chỗ đứng và sức tiêu thụ tốt trên thị trường, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Để đạt các tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm OCOP, cơ sở sản xuất thịt khô của chị Nguyễn Thị Hải, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư bao bì sản phẩm, mua tủ trữ đông và máy hút chân không nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Để đạt tiêu chuẩn OCOP, gia đình tôi đã đầu tư mua 10 tủ lạnh vừa để ở nhà,
vừa để ở chợ để bảo quản sản phẩm và mua thêm máy hút chân không để thịt khô không bị mốc. Quá trình chế biến thịt thì sạch sẽ và hoàn toàn dùng nguyên liệu tự nhiên, không dùng thêm phụ gia khác để đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhằm hướng đến đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao trong sản xuất gạo nếp nương, Hợp tác xã Tâm Thiện, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng đang chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng liên kết vùng sản xuất lúa tập trung. Sản phẩm của mình thì đang đạt tiêu chuẩn 3 sao. Mình cũng đang đầu tư các máy móc để làm gạo nếp nương, nhưng mà mình cũng đang hướng tới là nâng lên sản phẩm 4 sao. Muốn đầu tư thêm một số máy móc hiện đại hơn và chất lượng tốt hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 77 sản phẩm OCOP được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 73 sản phẩm đạt 3 sao. Để nâng cao các sản phẩm chủ lực có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tạo được nguồn hàng xuất khẩu, các địa phương và các chủ thể đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Bà con đều cố gắng coi như là ít dùng phân hóa học mà chủ yếu phải dùng phân hữu cơ và cùng hướng dẫn với nhau, ai có kỹ thuật tốt hơn thì cùng bảo ban nhau cùng làm. Tỉnh hiện chứng nhận cho OCOP 3 sao thì có chung là đi lúc tiêu thụ sản phẩm thì bà con cũng phải tin tưởng và cũng dễ dàng hơn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh tiếp tục phát triển sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu sản phẩm OCOP. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa mỗi vẻ, nhưng có lẽ đây là thời điểm thành phố Tuyên Quang mang lại vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ nhất. Màu tím của hoa bằng lăng đã phủ trên khắp các con phố, vẽ nên một bức tranh yên bình, thơ mộng, làm sao xuyến lòng người. Tháng năm về, thành phố Tuyên Quang như được nhuộm màu bởi sắc tím của hoa bằng lăng. Vẻ đẹp thơ mộng dịu dàng của loài hoa này như làm người ta quên đi cái nắng oi ả của mùa hè, thay vào đó là cảm giác thư thái bình yên. Những con đường ngập tràn bằng lăng tím mang đến nét riêng cho phố phường, điểm tô chút lãng mạn trong nhịp sống hối hả hàng ngày. Hoa bằng lăng nó mang đến vẻ đặc trưng của mùa hè. Thời điểm này thì hoa nở rất là rộ, rất là đẹp nên là chúng em đi lưu giữ những kỷ niệm đẹp này ạ. Dọc trục đường chiến thắng sông Lô là nơi tập trung nhiều cây bằng lăng nhất, tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị. Với những người yêu vẻ đẹp thiên nhiên, mùa bằng lăng là thời điểm lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Thật là may mắn khi mà chúng mình lựa chọn chụp ảnh cưới vào đúng dịp hoa bằng lăng nở ở thành phố Tuyên Quang thì mình cảm thấy là vô cùng đẹp, nở tím một góc trời rất là đẹp nên là tạo cho mình một cái cảm giác rất là ấn tượng và mình muốn lưu giữ cái khoảnh khắc mà vào mùa hè hoa bằng lăng nở ở thành phố Tuyên Quang thì bọn mình cũng có một bộ ảnh cưới khá là đẹp ở đây. Đối với thợ ảnh bọn mình thì hoa bằng lăng này rất đáng là để khai thác. Nó có một màu tím rất là đẹp mà những buổi chiều như này thì có thêm cả ánh nắng vào nữa. Cái cánh hoa nó rất là trong. Và những dịp mà hoa bằng lăng nở rộ như này thì mình cũng có rất nhiều khách hàng là yêu cầu chụp dưới hoa bằng lăng đây. Bằng lăng đã trở thành loài hoa quen thuộc, gắn với cuộc sống của người dân Thành Tuyên mỗi độ hè về. Dù hối hả bận rộn bao nhiêu, người ta cũng muốn chậm lại một chút để tận hưởng vẻ đẹp của mùa bằng lăng tím, tìm cho mình những phút giây bình yên trong tâm hồn. Không có rực rỡ như màu phượng vĩ, cũng chẳng ngát hương như hoa sữa mùa thu. Bằng lăng cứ mang một nét đẹp dịu dàng như thế, lặng lẽ điểm tô cho từng con đường góc phố thân quen. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2024. Lào Cai trời có mưa, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Lai Châu có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Điện Biên trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Sơn La trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Yên Bái có mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phú Thọ, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tuyên Quang,
có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Hà Giang, có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.